Sáng ngày 10 tháng 8, cụm số 1 gồm các đơn vị, ngân hàng chính sách xã hội, trung tâm y tế, bưu điện, bảo hiểm xã hội huyện và hội doanh nghiệp đã tổ chức cho 45 cán bộ đảng viên của cụm được nghiên cứu học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 và các chuyên đề năm 2024. Đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện dự và trực tiếp truyền đạt. Tham dự có đồng chí Trần Văn Hoàng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, trưởng cụm số 1 và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong cụm. Trực tiếp truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 và các chuyên đề năm 2024, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cùng với đó là học tập thêm chuyên đề Đảng ta thật vĩ đại. Đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã quán triệt rõ, sâu sắc tình hình và nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nêu trong các chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Đảng, kế hoạch của cấp ủy thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành. Cụ thể hóa nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, các chuyên đề năm 2024, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm thiết thực, cụ thể và hiệu quả, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống, kinh tế, xã hội. Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ đảng viên trong cụm số 1 nhận thức đầy đủ sâu sắc về giá trị, sự cần thiết, nội dung chính và những điểm mới quan trọng trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, các chuyên đề năm 2024, từ đó làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế của đảng bộ, chi bộ cơ quan trong cụm số 1, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Ngay sau đợt học tập quán triệt, các đảng bộ chi bộ trong cụm số 1 sẽ khẩn trương nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề thiết thực, xây dựng chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 và các chuyên đề năm 2024 gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình.